Mình chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình sẽ đi quay một số anh em tàu biển ra khơi những lúc biển động cho mọi người cùng xem nha. Theo như tình hình mình được biết thì hôm nay thì biển nó cũng khá là động nha các bạn. Em anh tàu biển này thì đang vô nha, hiện tại thì mình đang có mặt tại gần Dàm Ba Hòn các bạn. Đây cách Dàm Ba Hòn cũng tầm khoảng mười mấy cây số nha, một Kiên Lương Kiên Giang nha các bạn. Thì mình sẽ đón những anh em ra biển ra vô cho mọi người cùng xem ha. Anh tàu biển này thì đang vô các bạn. Sáng nay thì tình hình là nước gồng cho nên là cái lượng sóng cũng khá là yếu nha. Nhưng mà nó cũng lớn hơn so với bình thường đó các bạn. Gió thì phải nói là đi là một bậc nữa luôn á. Anh này đang vô nè, thấy tạo đảo ghê chưa. Thì có những cái gâu bạc mà nổi lên luôn rồi. Anh này đang vô sóng xuôi các bạn. Khi mà chiếc tàu vô sóng xuôi nó cũng đẩy đưa dữ lắm nha. Kèo kèo. Mà thấy không, đẩy qua đẩy lại vậy đó. Chắc anh đi đánh lưới ghẹ hay là thả cái gì này. Tàu cũng nhỏ, nói chung là cũng đánh bắt gần bờ các bạn, không có xa bờ nha. Đánh một ngày một đêm hoặc là đánh chiều đi sáng về nha các bạn, một đêm nha. Câu mực rồi đó, nói chung là cũng nhiều lắm. Tình hình là nước gồng nhưng mà sóng nó vẫn khá là mạnh so với bình thường nha. Trời ơi sao đẩy gì vậy, trời ơi. Này là đi sóng xuôi nè các bạn. Vô tới trong này thì có bờ kè chắn sóng các bạn. Nó sẽ như thế này nè, nó đỏ hơn các bạn. Chiếc dầu lãi đang nhảy sóng nha các bạn. Có ra tới ngày phía trước tinh ngầu thì không biết cái chịu nổi không nữa. Trời ơi. Quá rồi. Thì là có an buộc lại cái gì á. Các bạn, bé này đi quen nha.
qua đây mới phê là sóng đẩy rồi kinh khủng đi chứ. Wow, ôi ơi, dữ lắm rồi. Hình như là chiếc vỏ chạy không muốn đi luôn các bạn. Chạy tới là sóng vỗ ngược lại không à. Bữa nay gió dữ lắm luôn. Ngang luôn rồi, chạy hết muốn lên nè các bạn. Sau đây mình bắt đầu chạy lên tiếp tục nha. Qua bên này sóng nó dữ thiệt chứ. Anh chạy lên được tới đây các bạn, cái đầu sóng bê ngược trở lại nè. Quá mày ơi, dữ vậy. Chạy không lên luôn nè. Quá trời xa, các bạn xem thông cảm nha. Sóng nó vỗ cái mũi kìa, lúc luôn. Quá khứ rồi bên này. Khá là xa nha các bạn. Đây qua đó cũng tầm theo mình nghĩ cỡ 5 cây số á. Kìa. Xe lan đi biển. Quá trời động luôn dữ đây. Tàu đang vô để mà cập bến nha các bạn.